cả họ nhà chuột làm đám cưới trong nhà. Người kêu may mắn, kẻ khuyên gia chủ xả xui. Việc con chuột vào trong nhà không phải là vấn đề lạ với các gia đình, nhưng cả đàn chuột nối đuôi nhau đi trong nhà thì không phải lúc nào cũng trông thấy. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ ghi lại cảnh một đàn chuột nối đuôi nhau đi trong nhà như chốn không người. Theo đó, có khoảng 6 con chuột từ lớn đến nhỏ cắn vào đuôi nhau, di chuyển thành một hàng từ sân vào trong nhà. Gia chủ đã tình cờ quay lại được cảnh tượng này rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều tỏ ra bất ngờ trước sự liều lĩnh của đàn chuột. Người thì cho rằng đây là hiện tượng đám cưới chuột đem lại may mắn. Tuy nhiên, số đông thì lại cho rằng đây là điềm xui. Nhiều người cũng tranh thủ xả xui online và khuyên gia chủ cũng nên xả xui khi gặp hiện tượng này. Bên cạnh đó, một số khác thì giải thích theo khoa học cho rằng không có chuyện may mắn hay là xui rủi gì ở đây cả. Thực chất, đây là tập tính của loài chuột chù mà thôi. Bởi thông thường, chuột chù có tầm nhìn kém và chuột chù con gần như không thể nhìn thấy gì. Vì thế, chuột mẹ sẽ phải dẫn đường cho các con bằng cách để chúng xếp hàng sau lưng mình. Nối đuôi nhau thì mới không bị lạc chứ. Quá là một cảnh tượng kỳ lạ phải không nào? Các bạn nghĩ sao về đoạn video này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha!